Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Deep Driver. Thế như trong tập trước thì mình đã đến được cái ngôi làng của người cá. Để công nhận rằng là nhiều thứ xịn xò thật. Có cả cái gương dịch chuyển tức thời này, thấy không? Mọi người thấy không? Bây giờ mà mình muốn đến chỗ làng của người cá, mình đơn giản là chỉ cần nhấn space thôi. Đâu cần phải đi lặn sâu xa gì cho nó phức tạp. Đó là phần nội dung chính. Còn mục tiêu trong ngày hôm nay thì đó là gì nào? Đó là mình cần phải kiếm rất là nhiều sèng để nâng cấp cái iRiver này. Mình vẫn phải nâng cấp rất là nhiều thứ, ví dụ như bình oxy, đồ lặn, thùng hàng, thùng phóng lao, nâng cấp rất là nhiều. Bởi vì nếu không nâng cấp thì cái thằng Cobra này nó sẽ liên tục nó nói rằng không phải đã đến lúc anh nâng cấp trang bị của mình rồi sao. Thiệt luôn, nó không phải nhắc mình cũng biết luôn ấy. Để mà nâng cấp được thì chúng ta sẽ cần đến tiền, mà muốn có tiền thì phải bắt cá. Bắt cá để mà bán ở nhà hàng thì mới có tiền để nâng cấp. Đơn giản là vậy thôi. Đồng thời là lúc đó mình cần phải làm thêm hai nhiệm vụ phụ này nữa, đó là vị khách ồn ào và cô nhóc trầm tính, khá là nhiều việc phải làm. Rồi sau nữa là chúng ta cần phải lo thêm cái vụ sự kiện con sứa nữa. Rồi rồi, bây giờ thì cứ đi lặn trước đi đã. Nói chung là tập ngày hôm nay mình sẽ không có dính dáng gì nhiều đến cái cốt truyện chính, mình chỉ tập trung gọi là nhiệm vụ phụ này, rồi farm sèng, farm nhiều sèng nhất có thể thôi để nâng cấp cái iRiver. Ô, mấy cái đồ này tự nhiên nay nó phát sáng ta. Ồ, rong biển hai cái rồi này. Hóa ra cái đấy là răng biển à, từ trước tới giờ không gặp, giờ gặp rồi nè. Ơ, gì đây? Ô, bạn cá voi. Hello bạn. Lần này cực kỳ đến gần mình luôn ấy. Khựng lại luôn này. Ý muốn nói gì với mình à? Mình không có biết cách nói chuyện bằng cái sóng âm đâu bạn. Bạn chọn người khác đi nhá. Ôi dồi, trình diễn nghệ thuật à. Mình nghĩ là nó muốn nói gì đó. Mình lên ghi âm lại tiếng nó khóc và đưa Ellie nghe thử. Tại sao lại biết là mình nghĩ nó muốn nói gì đó, thậm chí còn biết là nó khóc. Cá voi biết khóc à? Kiến thức mới lạ đã được tiếp thu. Lần này mình nghĩ là mình sẽ đi bắt một vài con cá sọc. Lần trước bắt rồi nhưng mà nó không có đúng cái kiểu công thức ấy, nên là không có hoàn thành được nhiệm vụ. Lần này bắt buộc phải bắt được con cá háo sọc, và đồng thời là ban đêm là phải bắt được con này nè. Đó, nó đó thì mới hoàn thành được hai nhiệm vụ phụ. Ở đây, cá háo sọc đây này. Ngon, chạy tới nhanh, càng nhiều càng tốt, chạy đâu cho khỏi nắng, dồn hết lực vào bắt luôn cá áo sọc hai con. Ở dưới này có hai con nữa này, ngon, khá là nhiều đấy. Ủa, ở đây có một bầy cá áo sọc này, 5 con ạ. Ôi ui, nhưng mà bù lại có cái con này. Con này thì không sao, không sao, mình xử lý được. Lần này mình mang shotgun. Mày bưởi dám tranh cá áo sọc của tao ạ, đừng có mơ mơ. Trời ơi, né giữ thần không. Tiếp tục nè, tiếp tục nè. C. Chết chưa? Súng rồi, nâng lên thành súng 4 nòng rồi, thậm chí còn nhiều đạn hơn nữa. Đẻ thịt mang về. Ôi đầy rồi, 56,5 kg. Bây giờ vậy. Rồi xong, đã bắt được cá háo sọc cho Maki nha. Bây giờ mình cần phải đợi đến đêm để mình bắt thêm con cá lịch cho cái ông vị khách ồn ào nữa. Lại có thêm một nhiệm vụ mới này. Kêu mình là cần phải gọi cho cái con bé sinh viên kia phân tích xem là cái con cá voi kia tại sao khóc. Đâu, gọi thử xem nào. Ellie. Hả, kiếm tội chi đây? Tôi vừa bắt gặp một con cá voi lưng gù tại hố xanh, trông nó muốn nói gì vậy? Tôi có ghi âm tại đây, cô nghe giúp tôi thử xem. Có vẻ như nó đang tìm con của mình. What? Sao nó hiểu được vậy? Con Ellie này có thể hiểu được nhờ? Chắc là người trong ngành. Con của nó. Đúng vậy, chắc là chúng đã thất nhạc nhau ở đâu đó trong hố xanh. Giúp tôi chuyện này được chứ? Nếu ông nghe thấy tiếng khóc của con nó, hãy báo cho tôi biết. Tôi không thể làm ngơ chuyện này được. Được rồi, nếu gặp tôi sẽ báo cho cô biết. Nhiệm vụ tiếng khóc cá voi, tìm cá voi con. Và Copstar check xem có cái gì mới không nhỉ? Ban chổi sushi. Chúng tôi cung cấp sushi cá biển sâu, mời ghé qua. Cũng được nhiều like phết. Dr. Bacon, tôi đã say rồi sao, ngại quá. Thật vui khi đã muộn thế này rồi vẫn thấy có người chăm chỉ làm việc. Ây giời ơi, dĩ nhiên rồi. Vào cái Echo Watcher này xem nào. Vẫn không có gì thay đổi cho lắm. Ô, lần này có găng tay mới, đâm ra là mình có thể bắt được nhím biển. Ngon rồi, đôi găng tay lặn này có dùng để nhắm bắt nhím biển. Sushi nhím biển, nghĩ đến thôi cũng chảy hết cả dãi. Ngon, 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 ngon. Lần trước cứ đụng vào nhím biển là nó rụt tay vào không cho bắt. Bây giờ thì bắt được rồi. Ôi, anh có xin gì đây? Ô, tiếng con cá voi. À không, tiếng con cá heo ở đây.
Con cá heo màu hồng. Ủa, bạn mày đâu? Tao nhớ mày có đi cùng với con cá heo màu xanh mà. Trình diễn cái gì đấy, nói lẹ lên sao nào. Ừ, lại là con cá heo hồng mình gặp lúc trước. Lỡ nó bị bắt bởi mấy kẻ săn trộm khi bơi một mình thì sao? Nếu chúng ta nâng cao nhận thức của mọi người về nó, liệu chúng ta có khiến cho việc săn bắt trái phép của chúng trở nên khó khăn hơn không ta? Mình nên chụp lại và công khai trên tuần săn ngư. Là cái báo của cái ông mà tin có chuẩn không đấy? Không chụp được bóng khí hình trái tim, chụp lại. Công nhận là cá heo hồng biết biểu diễn, phun ra cả cái bong bóng khí hình trái tim nữa chứ. Thằng mình lại. Ôi rồi, nó ăn luôn cái hình trái tim luôn ạ, nó nhả. Nó ăn luôn. Mồi mình hay sao ta? Rồi, trái tim nữa đấy. Xong chưa? Ba cái. Ok, quá đẹp luôn. Mai lên báo nha, trắng nhất luôn. Ơ, mình nghe thấy tiếng cá voi. Âm thanh đó lẽ nào là chính xác đó là ủa mày đâu ra vậy? Ủa, mình có gọi điện thoại cho nó đâu. Chính xác đó là âm thanh của cá voi con. Cá voi con hẳn đang ở gần đây. Chú thử nhìn xung quanh xem. Chú à? Bây giờ lại xưng là chú cháu à? Ok. Nhìn âm thanh cá voi được lắm. Ok ok, đang rất là gần rồi đấy. Nó ở trên này. Có tiếng khóc phát ra từ bên trong những tảng đá. Mình phải lấy những tảng đá ra thì mới vào được. Cứu con cá voi này nào. Vô. Xong. Làm gì mà chơi kiểu gì mà sao kẹt vào bên trong đó hả con? Xong rồi, lối vào đã được mở, vào trong thôi. Đến khu vực mới, một khi đã đi vào, sự kiện sẽ tiến hành cho đến khi kết thúc. Quay trở lại tàu. Ừ đúng rồi, nó phải có cái cảnh báo như thế này đây này, nó mới chính xác chứ. Lần trước chả thấy cảnh báo gì hết. Rồi, đi lay quay ở ngoài chút để mình bắt cá. Ok, 39kg đấy cũng là đã đầy kho đầu rồi đấy. Bây giờ vào giải cứu cá voi nào. Ăn cá voi con. Ơ sao buồn thế? Không, đi ra ngoài đi. Nó có vẻ rất sợ hãi. Mình có nên tới tra tấn nó? À nhầm, mình có nên tới trấn an nó? Rồi. Trấn an cá voi con. Nhấn survey. Làm cái gì đấy? Xoa vào sao nào. Cái này cũng trong Pokemon nhỉ. Game Pokemon cũng có cái trò này. Ơ sao buồn thế? Không được à? Nó vẫn còn hơi sợ. Có nên vuốt ve nó nữa không? Nữa chứ. Vuốt ve nè. Ngoan. Thương nè. Thương nè. Đi về với mẹ đi. Có vẻ nó đã bớt sợ rồi, hãy vuốt ve nó tiếp thôi. Ngoan nè, thương nè. Ôi, đừng sợ nha, đừng sợ. Ngoan nè, thương nè, đừng sợ nha. Ồ, cá voi dễ thương quá à. Đó, nó ổn rồi đấy. Hiện trái tim luôn. Nó đã hạ cảnh giác với mình. Không biết là mẹ nó có đón nó ở phía trên gần mặt biển không ta. Mình cần phải hướng dẫn nó, cho nó bơi lên phía trên. Rồi, đi thôi. Ai trẻ to thế nhở. Ừ, đó là lũ cá nhồng. Mình cần phải dọn đường để cho cá voi con tiếp tục đi theo. Cá voi con to thế này, cá nhồng dễ cũng sợ. Vớ vẩn thật. Mày hả bối. AS, hai con. Phục, giờ thì an toàn rồi. Lại dẫn cá voi con đi tiếp nào. Trước khi đấy thì cần phải lút đồ đã. À, súng ba nòng mà thôi. Súng ba nòng cũng ổn phết đấy chứ. Lấy súng ba nòng đi. Chứ bây giờ đang trong cái nhiệm vụ bảo vệ cá voi mà. Mình không đi bắt cá nữa. Giết cá thôi. Ôi dồi, gì lắm thế. Vì trên đầy rẫy mấy con cá mau tiên. Vì cá voi con rất nhút nhát nên mình phải dọn đường tiếp cho nó. Trời ơi trời. Nắm thế. Ấy ạ. Còn cuối cùng. Xong. Mong là không còn cá nào ngáng đường nữa. Đưa nó lên trên tiếp thôi. Mong là vậy. Úi dồi, cá mập ạ. Ơ kìa, một con cá mập vây trắng. Nếu mình không đánh bại nó thì con cá voi con không đi theo mình nữa. Rồi từ từ anh bạn, để tôi lấy oxy đã. Ê, đừng đi lên đấy mày. Muốn chết à? Ơ cái con này, nó vẫn đi theo mình này. Đứng ở yên đấy đi. Để tao xử lý con cá mập mày cho. Mày. Ôi dồi ôi. Ôi rồi rồi xong. Ôi rồi xong. Đau quá. Ơ. Vì cá voi con. Được rồi. Cái gì nhút nhát cái gì. Nó tự tìm đến công chuyện đấy chứ. Cái
con cá voi con ấy đã bảo đứng yên ở dưới rồi, nó lại mò theo đi theo mình, lại kêu nhút nhát cái gì không biết nữa. Bất nhiệm vụ á mọi người ạ. Đáng lý ra là nó phải đứng lại ở khúc này nè, không đi theo mình, nhưng cuối cùng nó đi theo mình. Nên bây giờ mình lại phải đến gần nó để trấn an nó. Mà trấn an nó thì làm sao mà mình giết được con cá mập này? Mình phải giết con cá mập này trước chứ. Mày hả bố ấy? Ồ, nay nhiều con cá hung hăng xuất hiện dữ. Chúng ta sắp tới nơi rồi, chỉ còn chút nữa thôi. Trấn an nữa không? Không, cần điểm trấn an nữa. Đấy, thịt cá mập này. Đậu cá mập thơm ngon lắm hỏi. 58kg. Về thôi. Đó, kêu lên đi, kêu lên. Tí nữa mẹ mày sẽ đến đấy. Ồ, nguy hiểm quá. Ở đây chắc an toàn rồi, mình sẽ đợi ở đây đến khi mẹ nó đến. Ôi trời ơi là trời, an toàn cái gì mà trời ơi là trời. 4 con cá mập đuổi theo ạ. Giờ xử lý sao đây trời, mình làm sao solo được hết mớ này? Mình nên làm gì bây giờ? À, Big Boss đây rồi, há cái mồm ra đớp hết. Láo hả mày? Cá vo mẹ đã đến. Ờ, dễ thương quá à. Trái tim à. Ờ, mình vừa mới làm một việc rất là tốt. Cả hai con cá voi đều vui mừng. Cá voi mẹ và cá voi con lại tung tăng giữa đại dương. Wow, nó bự quá. Xem ra muôn loài đều như nhau, chúng đều có tình thương dành cho con cái. Mình nghĩ là mình nên nhắn tin cho mẹ sau. What the? Ok. Ôi trời, tối rồi đấy. Ồ, Ellie gọi, Ellie gọi. Hờm ra vậy. Tôi rất mừng khi chú tìm được nó và mang nó về với mẹ. Dụ nó ra không dễ đâu, nó nhút nhát dễ sợ. Có khi do nó không thích đi với ông chú thì đúng hơn. Chấm chấm chấm. Mà ông chú đừng có dành thời gian đi lặn bắt cá nữa. Làm gì đó có ích cho đời hơn đi. Ơ, con này. À, giờ mới để ý nha, cái con này giống hệt cái con ông chú nha. Ồ, con cá voi đến trả ơn này. Hello, chào mày. Ủa, không phải đến trả ơn mọi người ơi. Nó đến để chào mình đi đâu á. Wow, Cobra cũng phải ngoái lại nhìn kìa. Nhìn bầu trời đêm tự nhiên thấy nó đẹp hơn ạ. Đỉnh thật. Quá là đỉnh. Đẹp quá. Ờ, à, có phần thưởng. Thần biển cá. Tìm cá voi con đã hoàn thành được nhiệm vụ. Ồ, Udo gọi này. Là anh à, anh đã mang bức ảnh gì tới vậy? Tôi xem được không? Wow, một con cá heo hồng. Xinh quá, muốn mang về nhà ghê. Ủa, định tấu hề siêu thơm hà. Hãy đặt tên cho con cá heo hồng này là Binky và khiến mọi người đổ dồn sự quan tâm về nó. Khi đó những tên đánh bắt bất hợp pháp sẽ không dám đụng đến nó nữa. Tôi sẽ tận dụng tốt bức ảnh của anh và chắc chắn rằng độc giả cũng sẽ thích nó. Thưởng luôn 200 vàng. Có các... Thôi được rồi, biết rồi, khổ lắm, không còn phải nhắc nhiều như thế đâu. Đến quán sushi để chuẩn bị à. Trước đó thì mình vào AK Watcher này mình nộp để hoàn thành cái nghiên cứu thực vật biển 4 nhá. Giao hàng, điểm nghiên cứu cộng thêm 40. Nghiên cứu thực vật biển 5 này cũng gọi là có cái để nộp này, tạo bệ. Đến đây là coi như là cái nghiên cứu thực vật là đứng rồi đó, không thể nào kiếm được thêm đâu. Khó lắm. Rồi, nhiệm vụ với khách ồn nào. Cà ri cá lịch, hôm nay là phải bắt con cá lịch trước. Nào, giờ thì xuống bắt con cá lịch thôi. Như lần trước chơi ấy thì là câu cá vào ban đêm rất là nguy hiểm. Toàn là gọi là cá hung dữ không, nên phải thật sự là cẩn thận. Chỉ bắt những con cá mà mình cần thôi, không mất nhiều thời gian ở đây làm gì. Đây đây đây, con cá lịch đây. Ui dồi, dưới còn có con cá mập nó đang canh chừng ở đấy nữa chứ. Chỉ cần cho nó yếu máu là bắt được thôi mà. Nó sắp yếu rồi đấy. Ok, yếu rồi này. Bắt thôi nào. Không, cá lịch, bắt luôn con cá mập này đi. Sợ luôn. Con cá mập này trông nó cũng có vẻ khá là khác lạ. Mày ngon mày ra đây nào. Ấy chết. Nhanh lên. Rồi thoát. Rồi, 3 viên, 4 viên. Xong, thế là lại bắt được con cá mập nữa. Thịt cá mập đồng. Ấy à, mới vẫn còn sức, tiếp tục đi. Đến khi nào đầy túi về. Bên này lại cá mập tiếp này. Trời quá trời cá mập luôn. Còn mấy bọn săn mồi vào ban đêm hết. Chắc là hết vẹo rồi, mình đi lên vậy. Bắt nốt cái con cá này đi, rồi đi lên. Rồi, trở về tàu. Thế là xong hai nhiệm vụ phụ luôn. Trời ơi, bắt được 20 con cá. Quá đỉnh. Đây là một số cái vật phẩm mà mình bắt được. Đa phần toàn là vỏ sò với cả sau biển. Một ít cái quặng đồng, mấy cái bát bạc.
hay nhất là cái cá mập đồng này nè, 230 cm. Đấy, mới cả con sứa này này. Ui, nhiều loại phết. Trong biển, tảo nâu, các thứ nữa, nguyên liệu. Bây giờ về quán ban trổ sushi thôi nè. Nghiên cứu công thức. Thứ nhất là cơm trà xanh tảo bẹ với cá háo. Ok. Ôi giời, trông điêu nghệ không? Wow, đỉnh. Tiếp đấy là lươn sói hấp. Rồi có cái món ông kia thì làm sao ta? Hình như chưa có à? Hay là nâng thứ hạng? Phải nâng thứ hạng mới có. Vậy thì mình nâng thứ hạng đi. Nâng lên hạng vàng này. Đến kiểm tra xem chất lượng quán ăn thế nào để quyết định nâng hạng. Giống như kiểu đã được một sao Michelin ấy. Ôi giời, kiểm tra tia UV, kiểm tra nhiệt tim cá, kiểm tra IMF. Rồi, ok, đã lên hạng vàng. Mở thêm rất là nhiều món mới. Mở thêm ô thực đơn nữa. Và nhân viên, số lượng wasabi, đồ nội thất, các thứ. Cố gắng để nâng lên hạng cao nhất này. Bạch kim, và cuối cùng là kim cương. Quan trọng nhất là cái nghiên cứu này nè. Vì ta nó không có cái món của ông kia ông yêu cầu nhờ. Mì ống bỏ lò cá cháo với đậu xanh. Nghiên cứu luôn. Đây mình có thể thêm một nhân viên nữa này. Ui, nó tặng free một vài đồ nội thất nữa. Áp dụng liền. Đây mình có thể lắp bộ phát wifi cho khách này. Nhưng mà thôi, quán ăn mà cứ xài wifi thì làm sao mà người ta thưởng thức được hương vị của đồ ăn. Thay vào đó là một cái giấy phép nấu cá nóc đi, để người ta biết rằng là mình có khả năng nấu cá nóc. Đây rồi đấy, mới decor lại quán, mọi người thấy ổn không? Quá là đẹp. Thì nhiệm vụ yêu cầu là mình cần phải lên món cá ri cà lịch và món có cá háo sọc bên trong. Mình nhấn thực đơn này, thêm xem là nhìn xem. Đây, cà ri cá lịch, ok, cho vào. Rồi, tiếp tục món thứ hai, cơm trà xanh tảo bẹ với cá háo. Ok, cho vào luôn. Đấy, hai món của nhiệm vụ phụ nha. Xong, mới còn lại, cải tiến hết. Bạn còn nhớ là trong tập trước là mình còn giết được một con lươn sói không? Bây giờ mình có thể bán được rồi này. Lươn sói hấp bán với giá là 550 đồng vàng luôn đấy. Còn thế nhờ, cải tiến được không? Cấp độ tối đa rồi không cải tiến được. Ê, được 10 dĩa nha. Ghê phết đấy, được 10 dĩa đấy. Vậy là được 5.500 đồng đấy. Ngon, ngon, ngon. Cái khoảnh khắc mà mình nhấn nút ok này là coi như là mình đã vứt luôn 10 dĩa lươn sói hấp ra sọt rác. Do mình đã đi lặn vào ban đêm, chỉ còn 2/3 số buổi tối là có thể tiếp khách được thôi. Cái thời gian không đủ để mà bán được thêm suất lươn sói hấp này, đồng nghĩa việc đó là bỏ đi 5.500 vàng. Khi ấy đi lại mình mới thấy tiếc thật sự luôn. Đây là toàn bộ những món lên thực đơn ngày hôm nay. Nào là lươn nha, sushi nha, cá mập nha, rồi cá nhám nha. Ôi giời, quá trời luôn. Hôm nay là chắc chắn là doanh số là phải vượt ngưỡng đấy. Vừa mới mở thêm một ô menu thực đơn nữa, chứng tỏ rằng là mình đang có rất là nhiều món, mà có nhiều món là có nhiều tiền. Ok, không đạt được doanh số cao hơn hôm qua thì nghỉ đi, đừng chơi nữa. Thật sự luôn. Ban trổ sushi chính thức tiếp khách. Bắt đầu tập trung nào. Nào, nhanh lên, nhân viên phục vụ khách đi chứ. Trong lúc ta đang rót trà mời khách thì nhân viên phải phục vụ đi chứ. Tốc độ lên, tốc độ lên. Ưu tiên khách của nhiệm vụ phụ trước. Ồ, cô bé đang thẩm định thức ăn. Con rối đang nhóc nha nhóc nhép. Ấy da, đỏ cả mắt đó kìa. Ôi giời ơi. Quẩy. Oh yeah. Thấy không, bác bảo là món ăn làm thay đổi tâm trạng của con người mà. Khiến cô bé trầm tính, hết trầm luôn. Hức hức, sao nhóc lại khóc? Tại cái tên khốn nhà ngươi làm món này ngon. Chết tiệt, nó thực sự quá ngon. Ăn món này khiến cháu nhớ đến bố. Nhóc có chuyện gì vậy? Ta tên là Maki và ta đang tìm bố của mình. Ta không thể liên lạc bố kể từ khi ông ấy đi lặn. What? Có khi nào đây là con rơi của Dev không? Ông ấy rất thích ăn cơm cá vẩu trắng và tảo bẹ. Sau khi nghe nói quán này có bán những món đó thì cháu đã đến đây với suy nghĩ là tìm thấy ông ấy. Thật đáng thương. Nếu bọn ta có thấy bố của nhóc, khi là ông ngồi bên cạnh nhóc rồi. Ông ngồi bên cạnh á, cái ông mà kiểu mặt ham ham á. Thật đáng thương. Nếu bọn ta có thấy bố của nhóc thì bọn ta sẽ báo cho nhóc biết. Mà sao nhóc lại cầm theo con búp bê đó? Nó là thú nhồi bông được gọi là sen biển bố đã đưa cho ta trước khi rời đi. What? Ủa, nó tự xưng nó là nó luôn hả? Mà ta muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi có thể bắt giúp ta sen biển không? Vì ta chưa thấy nó bao giờ cả. Gì, nhóc muốn ta bắt sen biển hả? Ta không thể bắt chúng bằng súng phóng lao được. Phải làm sao đây? Ngươi dùng cái này bắt được không? Ủa, cái vật bắt
Chắc là ta có thể dùng cái này để bắt sên biển được đấy. Để ta thử xem nào. Cái tên mập thù lù kia, mau mặc đồ vào và nhảy xuống nước bắt nó cho ta. Ơ, gì đây? Ơ, cháu xin lỗi, cháu không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Ủa vậy ý nó là nó thực sự là muốn thằng này đi bắt ngay luôn hả? À? Ý con nhóc Mayamaki này vậy hả? À? ... Cạn lời luôn nhìn cái mặt. Chịu, bắt các sinh vật nhỏ, nhiệm vụ mới. À không, nội dung mới. À nhiệm vụ mới luôn, bắt sên biển. Ủa còn cái ông này sao? Còn cái ông này hai con cá lịch thì sao? Ơ, bày cá lịch ra rõ ràng luôn mà không bán được cá lịch. Em đỉnh doanh thu đã bảo mà 900 đô. Ok, không hiểu sao con cá lịch không phục vụ cho ông kia ta. Hay là bắt buộc mình phải giữ trong người hai con? Không biết luôn á. Udo gọi gì đây? Bức ảnh anh chụp được hưởng ứng nhiệt liệt lắm. Ờ, nghe tuyệt nhỉ. Tôi thoáng nghe được là cấp trên muốn giao nhiệm vụ khác cho tôi. Đó là nếu tôi mang lại cho họ bức ảnh đẹp như những bức trước. Tôi có một đề nghị, anh có muốn tham gia cùng tôi và tạo ra những bức ảnh vượt thời đại không? Và anh dự định nội dung bức ảnh là gì? Anh biết gì về cá nặng hải không? Tất nhiên, chúng là một trong những loài cá rất lớn. Tôi đã được tận mắt nhìn thấy những loài sinh vật hùng vĩ đó. Tốt, tôi dự định chụp ảnh về chúng, anh nghĩ sao? Được, tôi tham gia. Nhưng mà... Nhưng gì? Chúng là loài sống về đêm nên để tiếp cận được chúng thì chúng ta nên đi vào tầm đó. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chuẩn bị một số mồi để nhử chúng đến nữa. Tôi sẽ chuẩn bị mấy cái dụng cụ. Trong lúc đó anh có thể đi kiếm mồi không? Tôi không biết là cá nặng hải thích ăn gì cả. Thế thì anh hãy tìm hiểu xem nguồn thức ăn của nó là gì đi. Trông cậy vào anh cả đó. Khi tìm được rồi thì hãy gọi ngay cho tôi. Cá nặng hải thích ăn cái gì đây ta? Ellie là một nhà sinh vật học. Có lẽ mình nên hỏi cô ấy. Mà có nên gọi hỏi hay không đây? Gọi hỏi chắc là nó lại kiểu bóc bẻ các thứ. Popstar xem nào. Em được cập nhật cái gì mới. Trời ơi, chúng tôi đã được lên báo. Họ đã khen chúng tôi nhiều thứ. 696 like. Lần đầu tiên có khoảng thời gian rảnh rỗi. Trời ơi, ông lúc nào chả rảnh rỗi. Chả thấy ông này làm gì luôn ấy. Maki Mendes ơi, ngon dữ thần. 2.200 tiền rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp vào cái iRiver đi. Đầu tiên là cái nào đắt nhất. Cái bình oxy đắt nhất. Nâng luôn. Bình oxy lên level 6. Nó vẫn báo là cần phải nâng cấp. What the what. Cái này thì còn lâu. Mình thấy hơi kỳ ở vụ cà ri cá lịch này. Mình không thấy bọn nhân viên nó đem đến cho những cái nhân vật phụ. Tức là mình phải nhanh tay hơn nữa bằng việc thấy cái món cá lịch mà sau khi ban trồ nấu xong là cướp liền, đem đến cho cái ông vị khách ồn ào này để xong cái nhiệm vụ phụ đi. Để quá lâu rồi. Rồi bây giờ nhiệm vụ cá nặng hải vào ban đêm này, gọi cho Ellie này. Sao đấy? Cô có biết cá nặng hải ăn gì không? Tôi biết. Thật hả? Chúng thường ăn sinh vật phù du vào ban đêm nên ông chú chỉ cần nhử sinh vật phù du vào ban đêm là tự khắc chúng sẽ đến. Để nhử sinh vật phù du thì ông chú hãy mang đến đây 5 cái tảo bẹ. Mang theo tảo bẹ làm gì? Thật ra cũng không cần mang tới đâu, chỉ để cho chắc ăn hơn thôi. Trước hết hãy mang tới và cho tôi ít tảo bẹ đi. Ủa sao? Ông chú kiếm được rồi à? Ừ, có 5 cái tảo bẹ dễ dàng mà. Giờ thì xác thực. Đã quá, lại được. Hóa ra để nó kiếm điểm ạ. Ủa đâu có kêu tôi mang tới đây chỉ để vậy thôi à? Đừng nói vậy chứ. Đây, đây là cục mồi. Hả? Chỉ cần thả cái này xuống là bọn sinh vật phù du tự tới ăn. Viên này làm từ những nguyên liệu rất chất lượng đó nha. Giờ thì tôi đi đây. Mình đã có mồi rồi, mình nên báo cho Udo biết tin thôi. Tự gọi luôn. Đây hẳn là mồi để dụ cá nặng hải tới. Nhìn ngon quá. Ông này thề luôn nhiều quả. Không biết nói sao luôn ấy. Tôi giận thôi. Tôi cần sắp xếp trước cho việc chụp vào buổi tối. Xong thì tôi sẽ gọi báo anh. Cuối cùng là lên món cà ri cá lịch và bắt sên biển đúng không? Mức oxy của mình bây giờ là 264, khá là nhiều đấy chứ. Ồ, đây là sinh vật phù du này. À, vậy là mấy con tôm mà mình nhìn thấy nó bơi không bắt được. Hóa ra là phải đến đoạn này có cái vợt mới bắt được à. Đồ ăn thông dụng cho mèo. What? Lại có đồ ăn cho mèo. Vậy là quán mình có một con mèo ấy. Nhưng mà mình chả thấy nó ở đâu ấy. Nên là mình chả biết nó cho nó ăn lúc nào. Ồ, cá mới, cá khế 6 sọc. Mình đang có mìn ở đây. Chắc là mình bắt con cá mập này đi. Cá mập khổng lồ này này. Dụ nó vào đây. Mày à bố ơi. Vẫn chưa chết à? Gắt đấy bạn ơi. Xong phim. Tranh thủ được mấy quả bom ngon phết. Thịt cá mập hổ 15kg. Ok, 30kg thì cá mập hổ. Con này nhiều máu hết nhở. Mình bắn mấy viên đạn rồi mà vẫn... Ờ, chết rồi. Ồ,
À con này là xẻ thịt, thịt cá vẩu. Ok ok, xẻ thịt chứ không phải là thuộc dạng là bắt sống. Đa phần nhiệm vụ hiện tại của mình toàn là vào ban đêm mà, nên là chắc là skip buổi sáng với buổi chiều đi. Tranh thủ vào ban đêm mình kiếm mấy con cá lịch, cả mấy con phù du thứ ở chụp ảnh nữa. Rồi, to nhất là con cá mập hổ 650cm. Đống cá này, cá khê sáu sọc, cá vẩu, cá háo sắc, tôm thẻ chân trắng, rong biển, đồ ăn mè. Ở mấy thứ đầm nhảm mà. Nộp cái Echo Watcher ấy. Được 16 con sao biển à. Đấy, xong. Ok, để chế một khẩu súng bắn lưới đi. Chế một khẩu súng bắn lưới thì giờ lại thiếu thêm 4 cái sợi dây thừng nữa để chế thêm một khẩu súng bắn lưới cỡ vừa. Thì xuống lấy thêm dây thừng vậy. Ô, lần này nhìn map khác nha. Khung cảnh các thứ thay đổi nè. Có mấy cái tảo ấy, các thứ nó to hơn ấy. Hình như là cũng có mấy con mới. Đây là mình thử bắt con cá này xem nào. Cá chim hoàng đế. Cá hồng y. Ồ hay em nha. Mình đi qua mấy cái rong biển này nè. Đó, nó cũng uốn éo theo. Hay ghê. Ê hình như mà mình chưa bắt con này đúng không? Con này con gì vậy ta? Bắt nào. Ok. À không phải bắt sống mà giết thịt à. Thịt cá đầu kiều. Cũng khá là giống đầu kiều đấy. Tập trung câu vào ban đêm thì mới nhanh hoàn thành được nhiệm vụ. Chứ mà cứ lan man toàn câu vào ban ngày thì rồi lại bán quán thì mấy cái nhiệm vụ nó cứ đứng im mà. Đấy. Cá mập hổ. Ôi giời. Đống sao biển, một đống quặng rồi sò với các thứ luôn. Đây, rong biển tảo bẹ rồi. Có một vài loại cá. Có một con cá đầu kiều này mà là 10 miếng hả ghê. Một con cá mập hổ này là mình bán được 800 vàng đấy. Bởi vì một miếng thịt mà, một miếng thịt thì là 80 đồng vàng, 10 miếng là 800 đồng vàng rồi. Mưa bão này còn Satoshi đến đây gặp làm gì đây? Bão bắt đầu đánh ầm ầm rồi. Tối nay sinh vật làm rớt thẻ trùng siêu hiến rất có thể sẽ xuất hiện. Anh không hào hứng sao? Cũng không hẳn. Ồ hố, nếu anh lặn vào buổi tối anh sẽ thấy vòng xoáy nước được tạo ra bởi cơn bão. Nếu anh đi vào trong đó anh sẽ tìm thấy nó. Nếu trình lặn tôi cao thì tôi đã đi rồi. Tiếc thiệt chứ. Chúc anh may mắn nhé. Hồ hố. Đêm rồng bão. Chỗ nhiệm vụ mới luôn. Thế là bắt buộc là chúng ta phải đi lặn thôi nào. Trước tiên này cứ nộp cái nhiệm vụ Echo Watcher đã. Rong biển xong. Tất cả nâng cấp cái súng bắn lưới. Nâng lên là thành súng bắn lưới cỡ vừa. Đã xong. Đâu phải thử thêm cái súng bắn lưới nào. Ui, súng bắn lưới cỡ vừa cũng khá là cao cấp đấy. Rồi đi xuống nào. Bắt buộc thì ngày hôm nay phải hoàn thành được vài nhiệm vụ. Đúng rồi, hôm bão khác. Trông này. Cái màu sắc nó tối hẳn luôn ấy, không có ánh trăng mà. Nên là nó là như vậy. May là dưới đây có một số cái loại thực vật biển nó phát quang nên là dễ nhìn hơn hẳn. Ủa có tiếng gì đấy? Hình như là đó là cái xoáy nước đúng không? Ừ, nó là cái xoáy nước. Và đó là mình đánh trùm đấy. Ở trong đó có thể trùm siêu hiếm mà. Thôi giờ yếu lắm, không vào đâu. Né né ra chỗ khác đi. Đây rồi. Cá lịch kia rồi. Từ từ đã, mày cứ từ. Đợi tao bắt xong con này đã. Đến lượt mày. Kiếm thêm con cá lịch nữa mà khó dữ ta. Đây. Vừa nhắc. Nào, đi về với tao. Hôm nay tao có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nó xanh lên. Rồi xong. Còn nhiệm vụ gì nữa nhỉ? Trên biển ở độ sâu 130 đến 250m. Khá là sâu đấy. Hay là để sau ta. Chắc là để sau đi. Ở khi nào đồ mình mạnh mạnh tí đã. Bây giờ rén quá. Mấy lần vào đây chết rồi. Bắt được hai con cá lịch. Mới cả một đống gọi là tài nguyên. Đó, tối nay chắc chỉ mỗi cá lịch là ngon nhất rồi. Cá lịch nhiễm biển, cá mao tiên, cá nóc tai tần, rong biển, tảo nâu, tảo đỏ, nước tương, cù si. Hôm nay mình đủ điểm nghiên cứu để nghiên cứu mấy cái món mới này. Cù si cá nóc đặc biệt đây. Đúng rồi, trước mình đã bắt rất là nhiều cá nóc rồi nhưng mà chưa chế biến được. Giờ mới có cơ hội để chế biến này. Ôi, món này 220 vàng đấy. Thực đơn hôm nay chắc chắn là phải có cá nóc rồi. Em thực đơn vào. Cà ri cá lịch. Ok. Thịt cá mập hổ 20 miếng. Mỗi miếng 80 đồng. Ồ, 1.600 đây này. 1.600 tiền nó nằm ở đây này. Bạn biết gì không? Đây thực sự nó lại là một sai lầm nữa của mình đấy. Sai lầm thứ hai. Không bao giờ bày quá nhiều đồ ăn khi đã đi câu vào buổi tối. Bởi vì cái thời gian tiếp khách nó rất là ngắn. Nên là càng phục vụ nhiều đồ ăn, số lượng đồ ăn bỏ đi càng lớn. Nhưng mà cũng thật là may mắn là mình set min mỗi món là chỉ có một dĩa thôi. Và sau đó rồi mình chọn tự động bổ sung nguyên liệu. Thế nên là cũng không lỗ vốn là nhiều lắm. Mẹo khi mà chơi con game này.
chỉ set min số lượng thấp nhất, đó rồi thêm cái chế độ là tự động bổ sung nguyên liệu. Đó là một cái chức năng rất là tiết kiệm khi mà bán sushi đấy. Cà ri cá lịch xong, bây giờ mình sẽ không phục vụ trà nữa, chờ đến khi thằng ban trồ làm xong cái cà ri cá lịch là mình bốc phát đem cho cái ông mặt hăm hăm luôn. Để nhiệm vụ lâu quá nhìn ngứa mắt sao sao á, đến ăn trực chả thấy gọi món gì hết, bực bội. Thấy chưa, bắt đầu đi, mở đâu, quán sushi ban trồ chính thức mở cửa rồi. Ok, ông cứ chờ đấy, sắp xong ở đây, không ngon không lấy tiền của ông đây. Đấy, nhai phát là nhớ hương vị về tuổi thơ liền. Đấy. Rồi, du hành thời gian. Khóc luôn mà. Quá ngon đúng không? Hức hức, chính là mùi vị đó. Tôi mừng là anh thích món đó. Ăn nó xong khiến tôi bồi hồi nhớ lại lúc nhỏ. Khi đó tôi 12 tuổi, ở làng tôi có một anh chàng kia sống cùng với một bà mẹ già ốm yếu. Anh ấy đã bị cá lịch cắn nên không thể tiếp tục ra biển để bắt cá nữa. Và rồi một buổi tối nọ, tôi quyết định đem theo một khẩu súng phóng lao để ra biển bắt cá lịch. Trời lúc đó tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nhưng hên sao tôi bắt được một con cá lịch đã chết và mang đến cho họ. Và mẹ anh ấy đã cho tôi một chén cà ri cá lịch như một lời cảm ơn. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái ánh mắt của bà ấy lúc đó là lòng tôi lại thấy bùi ngùi xúc động. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh vì đã thực hiện mong muốn của tôi. Món ăn rất ngon ạ. Cảm ơn anh. Anh đã hết ăn trực rồi đấy. Anh biến đi được không? Hình như tôi nói là tôi sẽ tặng anh một thứ, phải không? Mới nói đó mà tôi mém quên mất luôn. Trời ơi trời, tôi cũng mém quên luôn ông ơi. Hãy đến gặp tôi ở khu đất trống phía sau quán. Ơ, sau quán này có đất trống à? Ồ đây nào, sau này ế nhiều món này. Ô, hôm nay bày ra cả đống món mà ế này. Ôi rồi thôi xong rồi, cả một đống món vứt à. Ui phí thế. Ôi may là mình toàn xét chỉ số là 1 hết, chứ để mắc tối đa là chắc là toài đấy. Nghìn tiền. Nhiệm vụ thất bại đêm dông bão. Thất bại thì thôi, chắc là lại đợt sau có bão lại tiếp tục nhiệm vụ chứ lo cái gì. Ngày 15 tháng 10 chủ nhật, hôm nay có một bữa tiệc, hãy chuẩn bị đúng mọi nguyên liệu và kiếm một chút tiền nào. Ô tô gọi. Anh ngủ ngon chứ? Như đã nói hôm qua với anh, tôi sẽ cho anh một thứ khiến anh nhớ mãi. Hãy lên tàu và đến phía sau quán đi. What? Uầy, cái gì đây? Trại cá. Đây là nơi nào vậy? Anh có vẻ rất vất vả khi cứ phải bắt cá mỗi ngày đúng không? Trời ơi, đúng rồi ông ạ. Vì vậy hôm qua tới giờ tôi đã xây một cái trại nuôi cá cho anh. Ui dồi ôi, cái gì mình cho ông ăn mà ông làm nguyên mấy cái này cho mình luôn hả? Anh làm cho một ngày hả? Bỏ qua việc đó đi. Cái hồ này anh có thể nuôi cá cũng giống như là nuôi giống chúng lên. Tôi sẽ giải thích từ từ cho anh hiểu. Đầu tiên là hãy đến đó. Đến đâu? Đây hả? Để nuôi cá này thì ta cần thả chúng vào nơi môi trường sống chúng thích ứng tốt. Độ sâu của mỗi hồ tại trại cá sẽ khác nhau. Hồ này tương ứng với những loại cá sinh sống ở độ sâu từ 0 cho đến 50m. Mỗi hồ sẽ có giới hạn số lượng cá nhất định, đạt đến 100% thì không thể nuôi được nữa. À ok, mật độ. Tất nhiên là anh có thể chi tiền để mở rộng hồ. Aha, kiếm tiền à. Đặc biệt là mỗi hồ đều có gắn máy quay để anh có thể nhìn cá sinh sống. Thử nhìn vào đi. Hay vậy. Wow, một cái hồ cá rất đẹp phải không? Tôi đã thêm vài con cá vào hồ cho anh trước. Cứ như là một cái bể cá thu nhỏ vậy. Nhìn chúng khiến tôi cảm thấy bình yên quá. Nhưng đó không phải là mục đích chính của trại nuôi cá được tạo ra. Tôi sẽ chỉ cách anh vớt chúng ra, chú ý kỹ nè. Chọn. Sau khi anh vớt tại trại cá, anh có thể lựa chọn gửi tới quán bán trồ sushi hoặc là bán luôn. Nên là anh không cần lo lắng, kể cả khi không bắt được con cá nào khi đang bận khám phá vùng biển. Nhưng làm sao để bắt thêm cá vào trại, giết chúng hả? Hỏi hay đó. Anh có thể thêm cá vào trại bằng cách là kiếm trứng cá. Khi anh bắt được những con cá còn sống, có khả năng anh sẽ nhận được trứng cá. Những quả trứng cá đó sẽ được tự động gửi tới đây. Và còn một điều nữa, nếu anh có những con cá cùng loại với nhau, chúng có thể tự nhân giống lên. Ra là vậy. Vậy là mình chỉ cần bắt một vài con cá giống thôi là chúng nó tự sinh sôi. Ngon đấy, thế là cái này là kiếm tiếm tiền thụ động rồi gì nữa. Tôi đã đặt sẵn cho anh những con cá cùng loại với nhau rồi. Ngày mai anh sẽ biết kết quả của việc nhân giống. Hãy quay lại vào ngày mai. Cửa hàng. Ôi rồi, mở rộng mấy ô cá này cũng tốn mớ tiền đấy. Bây giờ thì mình cần phải bắt những con cá cùng loại để cho vào đây. Và mình cũng cần phải tính toán làm sao đấy để nuôi được những loại cá
đem lại nhiều lợi nhuận nhất có thể. À, được rồi, cái này chắc để mình lên mạng để mình tìm hiểu thêm làm sao đó có phương pháp nào vận dụng hiệu quả cái trang trại cá này. Mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tập này đây. Mình là Ikan đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập kế tiếp.